Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng, chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ yêu thương nhiều đến vậy. Bên trong khu hỏa thiêu người tử vong vì Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Tạm dừng hoạt động trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn. Từ ngày 22 tháng 12, người dân Bắc Ninh không ra ngoài từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Đoạn kết đẹp sau câu chuyện người vợ thoi thóp, đợi từng bình oxy của chồng, chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ yêu thương nhiều đến vậy. Dù đã khỏi Covid-19 nhưng hai phổi bị thương nặng, sau khi không còn tiền để đóng viện phí, chú Tùng buộc lòng đưa cô Hương về phòng trọ, sống thoi thóp từng ngày dựa vào bình oxy miễn phí. Covid-19 đã cướp đi chuỗi ngày bình yên hạnh phúc nhất của hai vợ chồng, thay vào đó là nỗi sợ lạc mất nhau. Hai ngày trước, chúng tôi gặp vợ chồng chú Nguyễn Thanh Tùng, 52 tuổi, trong căn trọ ọp ẹp nằm tại số 584 trên 1 đường Hồ Ngọc Lãm, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Cô Hương, vợ chú Tùng, sau hơn một tháng khỏi COVID-19, tình trạng sức khỏe của cô vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Hai phổi bị tổn thương nặng nề, khó thở, sự sống hoàn toàn phụ thuộc vào việc thở oxy. Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô Hương không có thẻ bảo hiểm y tế, nên sau khi gom góp vay mượn được khoảng 50 triệu, chú Tùng chỉ có thể giúp cô Hương điều trị gần một tháng tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng Điều trị Bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện Quân y 175. Hết tiền, mọi khả năng xoay sở, chú Tùng nuốt nước mắt ngược vào trong, đưa cô Hương về nhà chờ chết. Trong căn trọ, người đàn ông hơn 50 tuổi nắm lấy tay vợ rồi òa khóc như một đứa trẻ. Chú sợ, sợ một ngày không xa, cô Hương sẽ bỏ chú mà ra đi. Mười mấy năm nên nghĩa vợ chồng, tuy không có con cái, nhưng với chú Tùng cô Hương là tất cả trong phần đời lầm lũi còn lại của chú. Ngày thường hai vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe máy cà tàng để đi bán chuối luộc, tuy cuộc sống không dư giả nhưng đủ đầy hạnh phúc. Nhưng rồi bất chợt, Covid-19 ập đến, cả hai đều nhiễm bệnh, gắng gượng 40 ngày tại Bệnh viện Giã Chiến số 13. Covid đã hết, nhưng di chứng của nó để lại trên người cô Hương vượt quá tưởng tượng của hai vợ chồng. Sau khi hết tiền để tiếp tục nằm viện, chú Tùng đưa cô Hương về nhà hôm mùng 10 tháng 12. Nhờ sự hỗ trợ của trạm y tế oxy không đồng, mỗi ngày chú Tùng đều đi chở 4 đến 6 bình oxy lớn để duy trì sự sống cho cô Hương. Chú thương cô lắm, cứ sáng lo ăn uống vệ sinh đồ cho cô xong thì chú chở bình oxy đi đổi. Mỗi bình oxy lớn 40 lít, cô chỉ thở được trong vòng 6 tiếng. Giờ chú cũng chỉ biết duy trì vậy thôi chứ không có sự lựa chọn nào khác chỉ mong sao vợ mình hết bệnh, đừng có bỏ chú mà đi." Chú Tùng xúc động. Trước hoàn cảnh éo le của hai vợ chồng chú Tùng, sau khi chúng tôi đăng tải bài viết phổi tổn thương nặng sau khi nhiễm Covid-19, người vợ thoi thóp đợi từng bình oxy của chồng. "Bà ơi, đừng bỏ tôi lại một mình." Đã có hàng ngàn độc giả gọi điện nhắn tin ủng hộ để giúp cô Hương một lần nữa có cơ hội được đi chữa bệnh. Chú không dám tin mình nhận được sự giúp đỡ yêu thương nhiều đến vậy, đọc tin nhắn của mọi người mà chú cứ khóc, mừng lắm cả đêm chú không ngủ được, bà có hy vọng rồi, chú Tùng nghẹn lời. Theo chia sẻ của chú Tùng, số tiền mà quý độc giả bạn đọc gần xa ủng hộ hai vợ chồng đã hơn 800 triệu, đây là số tiền vô cùng lớn đối với gia đình. Cũng nhờ có sự hỗ trợ kết nối từ phía các anh chị làm bên Trạm Oxy Không Đồng đã giúp đỡ trong chiều ngày 20 tháng 12, cô Hương cũng được chuyển đến bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị các tổn thương của phổi, Nồi hy vọng sống tiếp. Nằm trên giường bệnh, cô Hương đưa đôi tay vuốt ngực thở oxy qua mặt nạ, cố gắng kìm nén xúc động. Cô mang ơn mọi người, mang ơn ổng nhiều lắm. 15 giờ chiều chiếc xe cấp cứu đến để đưa cô Hương vào viện. Dù rất mệt mỏi, cô Hương vẫn đưa đôi tay thể hiện sự quyết tâm và tin rằng mình sẽ chiến thắng và quay về. Bởi hơn ai hết, cô hiểu rằng cô phải sống không phải chỉ cho riêng mình, mà cho cả chú Tùng, người đã vô cùng vượt qua bao gian khó. Đưa bàn tay khiếm khuyết nắm lấy tay vợ, chú Tùng bật khóc. Bà ơi, mình được đi bệnh viện rồi, bà sẽ khỏe mạnh rồi quay về nhà. Mong rằng trên hành trình gian khó phía trước, cô Hương cũng vững tin để vượt qua tất cả quay trở về nhà. Chiếc băng ca đưa cô Hương rời xóm nhỏ, bà con hai bên đường dõi mắt nhìn theo, chú Tùng khệ nệ ôm quần áo đồ đạc cá nhân để vào viện ai cũng tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến, hạnh phúc, rồi sẽ mỉm cười với hai vợ chồng cô chú. Cảm ơn bạn đọc, cảm ơn quý mạnh thường quân đã viết thêm những điều kỳ diệu trong cuộc sống đầy trông gai của cô chú. Cảm ơn chú Tùng, người đàn ông chẳng ngại khó, ngại khổ, lầm lũi hy sinh, lầm lũi suốt cuộc đời vì tình yêu thương dành cho vợ. Cảm ơn cô Hương, cảm ơn cô vì đã xuất hiện trong cuộc đời chú Tùng để viết nên câu chuyện cổ tích đẹp của hai vợ chồng. Cầu mong cô sẽ bình an vượt qua bệnh tật để về nhà. Bên trong khu hỏa thiêu người tử vong vì COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Đỉnh dịch đã qua, nhưng mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận hàng chục ca tử vong vì COVID-19. Cuộc chiến chống dịch vẫn diễn ra âm thầm nhưng đầy khắc nghiệt khi vẫn có nhiều cuộc đời vĩnh viễn ra đi. Nghĩa trang chính sách thành phố Hồ Chí Minh ở huyện Củ Chi những ngày cuối năm 2021 khá yên ắng năm tách biệt về cuối khô là các lò thiêu container chữa lạnh được trang bị để lo hậu sự cho người mất vì covid-19 từ hồi cuối tháng 8 khi dịch covid-19 vào thời kỳ cao điểm thiếu tá đồng anh tuấn phó tham mưu trưởng trung đoàn gia định bộ tư lệnh tp hcm chỉ huy trưởng đội công tác đặc biệt ở nghĩa trang chính sách tp hcm cho biết thời đỉnh dịch 12 lò thiêu nơi này hoạt động hết công suất có khoảng 60 cán bộ chiến sĩ làm việc 24 trên 24 giờ vẫn không kịp xử lý các ca tử vong đơn vị phải dùng container đông lạnh để trữ thi thể. Bây giờ thì vắng hơn nhiều, mỗi ngày chừng vài chục ca, đơn vị còn lại 19 cán bộ chiến sĩ thay phiên nhau làm, đỡ vất vả hơn trước. Mỗi ngày, các ca chuyển xuống đều xử lý xong, ít khi phải chữ đông, thiếu tá Tuấn chia sẻ. Trung úy Nguyễn Tấn Lộc cho biết thêm, chúng tôi làm việc tại đây từ ngày 23 tháng 8 và chắc chắn bản giao chính xác cho cốt người đã khuất về cho gia đình, không có sự nhầm lẫn. Có 19 chiến sĩ thuộc trung đoàn gia đình tham gia xử lý thi thể, để hỏa táng tại nghĩa trang chính sách Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi, so với lúc đỉnh dịch là 60 người. Các chiến sĩ mặc đồ bảo hộ để xử lý một ca tử vong vừa đưa từ bệnh viện về, thi thể được những người lính này khử khuẩn cẩn thận, sau đó đưa vào áo quan chuẩn bị đi thiêu. Chiếc áo quan được mang đến để đưa thi thể đi thiêu. Thi thể của một người phụ nữ lớn tuổi mất vì Covid-19 được đưa vào quan tài chuẩn bị đi thiêu. Các chiến sĩ chuyển quan tài đi hỏa táng những thi thể chưa kịp thiêu sẽ được đưa vào container đông lạnh một chiến sĩ đứng chờ đưa một thi thể chuẩn bị mang đi thiêu mang thi thể từ container đông lạnh ra lò thiêu công việc diễn ra liên tục mỗi ngày nhiều chiến sĩ nơi đây cho biết giờ đã đỡ vất vả hơn thời đỉnh dịch cách đây mấy tháng họ là các chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ nhưng hoạt động rất nhiệt tình tâm huyết nhiều lúc tôi đi kiểm tra thấy các em vì quá mệt mà thay nhau chợp mắt lay lắt trên nền đất với tâm niệm đây là công việc ý nghĩa, chăm lo cho đồng bào của mình nên không có ai tâm lý lo sợ muốn rời bỏ trốn tránh nhiệm vụ. Thiếu tá Đồng Anh Tuấn nói về những người lính đang làm nhiệm vụ tại đây. Mỗi lò thiêu có thể xử lý mỗi ca trung bình trong 2 giờ đồng hồ. Một tờ giấy ghi tên người mất được đặt trước lò thiêu để dễ nhận biết. Cho cốt được đưa vào hũ. Những hũ cốt sẽ được đơn vị phối hợp với địa phương bàn giao lại cho gia đình. Các chiến sĩ cẩn thận ghi tên và đóng hộp từng hũ cốt. Mọi việc hoàn tất, các chiến sĩ thắp hương cho các nạn nhân không may qua đời vì COVID-19. Nhưng khi rảnh rỗi, các chiến sĩ tranh thủ nghỉ ngơi hoặc chơi cờ giải trí. Chiến sĩ Nguyễn Thái Hà, tiểu đoàn 2, trung đoàn gia định cho biết đã làm việc ở đây suốt mấy tháng từ lúc dịch bùng. Ban đầu cũng hơi sợ, nhưng vì trách nhiệm công việc, trách nhiệm người lính giúp mình vượt qua khó khăn, tài chia sẻ. Hai chiến sĩ ngồi chờ xử lý một thi thể để cho vào áo quan mang đi thiêu. Thời điểm dịch Tất cả các lò thiêu luôn trong trạng thái đỏ lửa, bây giờ đã vắng đi nhiều, hiện nơi đây vẫn nhận vài chục ca mỗi ngày để xử lý. Tạm dừng hoạt động trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn Do có nhân viên nhiễm COVID-19 ở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn, Sở Giao thông Vận tải tỉnh yêu cầu đơn vị này tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn vừa có văn bản số 4095 SGTVT QLVTPT và NL về việc tạm dừng hoạt động trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn 1202D, địa chỉ tại tổ 5 khối 1 cộng 2 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc để phòng chống COVID-19. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn chỉ đạo nhân viên của công ty thực hiện khai báo y tế đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc với nhân viên đăng kiểm là F0 và thực hiện cách ly y tế theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan chức năng ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó có 3 nhân viên làm việc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1202D, đơn vị trực thuộc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn, Dương Tính. Hiện đã được cách ly theo quy định, công ty đã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên văn phòng, nhà xưởng, thiết bị của trung tâm 1202D. Theo Sở Giao thông Vận tải, trong thời gian này, công tác kiểm định phương tiện sẽ được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm 1201D, địa chỉ tại 50 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Từ ngày 22 tháng 12, người dân Bắc Ninh không ra ngoài từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu các địa phương trong tỉnh khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để ứng phó với biến chủng mới Omicron. Thông báo từ ngành y tế Bắc Ninh trong 24 giờ qua, địa phương này ghi nhận 197 ca mắc mới, trong đó có nhiều ca cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra ngoài từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, trừ các trường hợp thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về phải có giấy tờ liên quan như thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác. Thời gian thực hiện từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2022. Tỉnh Bắc Ninh tăng cường nhiều biện pháp ứng phó trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả. Tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, già từng người, lập danh sách người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai, người chống chỉ định chưa được tiêm vaccine và các trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19 để quản lý tiêm vaccine, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế sớm, điều trị kịp thời theo phân tầng điều trị, chủ động mua sắm trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực, đáp ứng việc thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân, tổ chức điều trị sớm các trường hợp nhiễm mới hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển bệnh viện và chuyển nặng tử vong. Bám sát tình hình dịch COVID-19, đặc biệt là biến chủng Omicron, khẩn trương chuẩn bị các phương án về vaccine, thuốc điều trị và các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với biến chủng mới. Phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương hướng dẫn tập huấn tăng cường tổ chức điều trị tại nhà tại cơ sở quản lý thu dung điều trị người nhiễm Covid-19, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải huy động phương tiện vận chuyển các trường hợp F1, F0 đến các cơ sở cách ly tập trung. Cơ sở thu dung điều trị của tỉnh chậm nhất 5 tiếng sau khi có kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế căn cứ văn bản chỉ đạo của trung ương của tỉnh và cấp độ dịch trên địa bàn xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội tôn giáo tại các địa phương, nhất là trong dịp cuối năm, lễ giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán nhâm dần. Đối với các huyện, thành phố tỉnh Bắc Ninh yêu cầu bắt đầu từ ngày 25 tháng 12, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai quản lý người nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà. Vận động người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh tham gia phục vụ tại các cơ sở quản lý thu dung điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn, chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên, phụ nữ, giáo viên tham gia quản lý, giám sát các trường hợp F1 tại các khu cách ly tập trung và tại nhà trên địa bàn. Các địa phương chủ động xét nghiệm sàng lọc, tầm soát chủ động, có trọng tâm trọng điểm đối với các đối tượng khu vực địa bàn có nguy cơ, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã, phường, thị trấn và nhỏ nhất để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phù hợp. Trong vòng 10 ngày, các địa phương đang ở cấp độ 4 phấn đấu giảm ít nhất 1 cấp độ, các địa phương đang ở cấp độ 3 giảm xuống cấp độ 2 tăng cường kiểm tra đối với tất cả những loại hình kinh doanh dịch vụ. Đối với các dịch vụ ăn uống trong nhà, phải đảm bảo giãn cách, công suất tối đa 50%. Tập trung không quá 30 người cùng một thời điểm trong cùng một phòng và tất cả các khách hàng đã tiêm hai liều vaccine phòng COVID-19, yêu cầu dừng hoạt động nếu không đủ điều kiện và không tuân thủ các quy định. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới. Quý vị đừng vội chuyển kênh, Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.